Bên ngoài sân vận động Oldenburg, trong khi những sản phẩm như khăn, cờ hay mũ ế ẩm, thì có một thứ bán rất chạy mà người ta phải xếp hàng để có được. Đó chính là việc chụp ảnh với ba chiếc cúp vô địch, cú ăn bà mà một đội bóng Anh có thể đạt được trong một mùa giải. Theo người bán hàng thì ba chiếc cúp này có giá lên đến 1.000 bảng, ở vào khoảng 30 triệu đồng tiền Việt Nam. Việc kinh doanh không dễ vì những chiếc cúp này đắt lắm. Tôi làm việc này cho vui thôi. Tôi không biết, ông chủ của tôi ở đằng kia mới biết. Người bán hàng nói như vậy là vì ông ta sợ bị đánh thuế. Nhưng có vẻ như một lượt chụp ảnh ở đây có giá khoảng 5 bảng, tức khoảng 150.000 đồng. Đối với các cổ động viên, việc chụp ảnh đem lại một cảm giác mới, cứ như là đội bóng của họ đã thực sự vô địch. Chúng tôi đã vô địch rồi, đoạt cú ăn ba. Chúng tôi đã vô địch, luôn là nhà vô địch. Còn hôm nay, Manchester sẽ thắng 2-0. Chúng tôi là người Malaysia.